Dạ vâng, em xin được mến chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Chu Du Audio Bắc Giang. Tiếp tục video ngày hôm nay thì cũng như các cái video mấy cái video gần đây nhất thì em cũng đã giới thiệu cho bác những cái lô mic Bioka 890 mặt màu vàng, tay da cá màu vàng. Thì em cũng đã đâu đó quay cho các bác cái lô mic màu web này rồi. Thì đây nó vẫn là lô mic 790 hay là K890 thì đều được các bác nhé. Vì tất cả những cái dòng này thì các bác có thể gọi chung nó đều được, bởi vì là mên vỉ mạch máy các thứ nó là như nhau, tay mic nó như nhau toàn phần các bác nhé. 790 790 790A, K890, tất cả là mên vỉ mặt mũi máy móc nó là như nhau các bác nhé. Đấy, thế ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho bác đó là một lô mic MUF các bác nhé, mang thương hiệu MUF. Cái thương hiệu này thì thực ra các bác là thương hiệu này là thương hiệu rất nổi tiếng rồi, em không cần phải quảng cáo nhiều. Đấy, thì MUF này họ đặt công ty Bio sản xuất cái mên vỉ mic này các bác nhá. Đấy, kể cả là từ mặt máy các thứ này thì nó giống y xì như là K890, nhưng nó chỉ khác là màu xám này. K890 cũng có mặt màu xám các bác nhá. K890 có mặt màu xám đây. Model của nó là K6000A. Đấy, thương hiệu MUF thì rất là nổi tiếng rồi. Đấy, các bác chơi âm thanh thì chắc chắn là không xa lạ gì cái thương hiệu MUF này nữa rồi. Đấy. Đây là một thương hiệu rất là lớn của Đức các bác nhá. Thương hiệu rất lớn của Đức. Và đương nhiên thì mic này cũng toàn bộ là sản xuất tại Đài Loan, Trung Quốc các bác nhá. Thương hiệu MUF hiện tại nhà máy cũng đã đặt tại nhà Trung Quốc rồi các bác nhá. Đương nhiên là họ sẽ liên kết, những cái này tất cả đều là liên kết hết với nhau. Mên vỉ này toàn bộ là do công ty Bio sản xuất các bác nhá. Và đây là tay mic của nó này các bác đang nhìn đấy ạ. Đây là những bộ này em chưa lắp chống lăn vào để cho các bác nhìn tổng thể toàn bộ cái diện mạo của cái tay mic các bác nhá. Ở bên dưới này nó có cả chống, có cả cao su ở đây dưới này, cao su để chống sốc ở dưới này. Đấy, đương nhiên là khi bọn em lại lắp thêm một cái chống lăn như thế này vào nữa thì các bác nhìn nó rất là cảm giác nó rất là an toàn và chắc chắn ạ. Đấy, khi mà không may có làm rơi thì cái này nó rất là êm các bác nhá. Đấy, cái chống lăn này nó làm cho rất là êm, đàn hồi rất là tốt. Đấy, và nó tạo cho cái độ an toàn cho cái bộ mic, mà không may làm rơi thì nó sẽ an toàn cho những cái linh kiện bên trong. Đấy, thì ngày hôm nay thì em sẽ có tổng là 9 bộ các bác nhá, MUF 9 bộ MUF cùng một model, và tất cả những bộ này là đời 2017 các bác nhá. Đấy, đây, em 2017 đây, tất cả là đời 2017 các bác nhá. Đấy, tháng 6 năm 2017. Đấy, tháng 6 năm 2017 các bác nhá. Thì những cái này thì bọn em đã tháo, sau tất cả bọn em đều tháo ra để kiểm tra mên mạch. Đấy, thì các bác nhìn thấy là tất cả là Bio K890 hay Bio 790 thì tất cả là sử dụng hộp sóng to rồi các bác nhá. Đương nhiên này em cũng đã nói rất nhiều trong các video rồi, có những dòng nó có lắp chụp ở đây và có những dòng thì nó không có lắp chụp. Đấy, đương nhiên là 790 và K890 100% nó là hộp sóng to như này. Đấy, các bác nhá, hộp sóng to như này. Đấy, nó không còn cái hộp sóng kép nhỏ nữa. Đấy, các bác nhá. Đấy, bên vỉ thì đây, và tất cả đằng sau đằng trước thì nó là Bio, thì các bác cũng không cần phải hỏi là đằng sau có ca lông hay các thứ nọ kia không. Tất cả những dòng mic của Bio từ đầu thu to đến đầu thu nhỏ thì cái mên vỉ của nó đều như nhau các bác nhé. Đấy, mên vỉ có thể lắp chuyển sang nhau được, bởi vì cái đầu thu nhỏ thì nó vẫn to hơn cái mên vỉ này, và lắp vào thì nó gần như là kín cái mên vỉ. Thế còn cái đầu thu to thì ở hai bên này nó có phần trống vậy thôi, còn lại tất cả là vỉ của Bio nó là một các bác nhé. Và các bác có thể lắp toàn bộ cái vỉ này sang nhau đều được, sang tất cả các dòng nào đã có tên là mic Bio thì tất cả những cái điểm này nó chung nhau hết các bác nhé. Có thể di chuyển cái mên này sang tất cả những bộ mic Bio khác đều lắp vừa. Đấy, thì các bác nhìn an tâm rồi, những hàng chính hãng thì chắc chắn nó sẽ lắp vừa nhau. Đấy, nó có nghĩa là nó không sai cả 1mm nào. Nếu chính hãng của Bio sản xuất, các bác tháo cái vỉ này ra, các bác tháo bất kể từ những cái vỉ của bộ mic này. Đấy, mặc dù là mặt mũi nó có thể khác nhau. Đấy, đằng trước nó cũng có thể khác nhau, như từ những cái phím này nó khác nhau. Đấy, cái phím khác nhau thì nó sẽ khác ở cái mặt này thôi. Thế còn riêng cái vỉ này các bác có thể gắn vào bất kể về cái khung nào đều vừa các bác nhá. Có nghĩa là tất cả những chân này nó làm 100% giống nhau. Đấy, và những con linh kiện là 100% giống nhau. Mên vỉ của nó là một. Đấy, em phải nói là mên vỉ của nó là một. Nó sản xuất theo một dây chuyền và chỉ có một loại thôi, không có loại thứ hai, cho nên là thì các bác có thể tháo mên vỉ này lắp đổi sang cho nhau đều vừa. Đấy, các bác nhá. Kể cả 780, 790 hay K890 đều lắp vừa 100% các bác nhá. Ok chưa? Đấy, và em sẽ quay gần cho các bác cái mặt mũi đầu thu đây ạ. Mặt mũi đầu thu thì nó là mặt màu xám đen, rất là đẹp luôn ạ. Màu có cái màu xám xám gam tối, nó không phải là màu đen các bác nhá. Đấy, nó màu là màu xám xám đen đấy. Đấy, rất là đẹp, màu lông chuột đấy, rất là đẹp luôn ạ.
màu ép, và tay của nó là tay CNC titan 7 màu, rất là đẹp rồi. Đấy. Đây các bác nhìn ạ. Đấy, tất cả đây. Đấy, đây. Tất cả khi em lắp chống lăn vào trên này cho các bác thì nó sẽ là quá an tâm rồi. Gần như là cái mic không bao giờ chạm được xuống đến mặt sàn. Các bác để ở đâu đó không lo bị xước sát gì cả. Đấy. Mà cái này thì các bác dùng kể cả không có chống lăn các bác cũng không lo xước sát này. Vì cái tay titan này thì các bác, em cam kết cho các bác là không bao giờ có chuyện chóc sơn han gì xước sát với những cái va chạm nhẹ các bác nhá. Trừ khi các bác làm rơi mạnh quá có thể méo được cả tay mic này thì nó mới xước sát không. Còn cái tay titan này bao cho các bác này, dùng chục năm sau nó vẫn cứ đẹp như thế này, mà lúc nào nó cũng óng ánh như thế này. Đấy, không bao giờ lo, kể cả các bác nước bọt có bắn vào đây, nếu như những cái giọt inox nó có thể làm xỉn màu, nhưng mà đối với cái tay titan này nước bọt bắn vào thì nó chỉ có bẩn thôi, bẩn cái mút bên trong thôi. Các bác bỏ ra đánh sạch sẽ nó lại đẹp như mới. Đấy, ok chưa các bác? Rồi, tất cả từ những đẹp từ những cái phim bấm này. Ok chưa? Và bên trong thì các bác an tâm rằng, đấy, các bác an tâm là rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Ok chưa các bác? Lấy pin lấy biếc đẹp và chân pin sáng các bác nhá. Đấy, côn thì dòng này nó là côn củ hồng rồi. Để hai cái lô này nó về cùng nhau các bác nhá. K890 của em và cái lô này nó về cùng nhau, toàn bộ nó sử dụng củ hồng này. Rất là đẹp ạ. Củ hồng của Bio thì nó cực là chất rồi. Đấy, các bác nhìn củ xịn nhá, nó có sẽ có gân gân này các bác nhá. Đấy. Ok chưa? Đấy. Rất là đẹp luôn ạ. Dòng này thì các bác không chơi thì không còn điểm gì để suy nghĩ cả. Tiếng cực bay, hát nhẹ dễ hát. Hát nhẹ dễ hát và phù hợp cho mọi lứa tuổi, mọi chất giọng. Đây là một trong những dòng mic mà thực sự các bác là, em nói thật là không phải là riêng mình em bán và cũng không phải quảng cáo nọ kia. Bio thì quá nhiều đơn vị bán rồi. Quan trọng là độ đẹp, độ chất của tùy từng lô. Đấy, thì đây là MUF các bác nhé. Nếu rơi vào những tay một số kênh người ta quảng cáo nào thì mic Đức cũng thanh lý, mic nọ cũng thanh lý. Nhưng các bác an tâm rằng MUF là một thương hiệu của Đức, nhà máy bây giờ tại hiện tại đặt tại Trung Quốc. Và với những lô mic này thì cũng đều sản xuất do công ty Bio Đài Loan sản xuất các bác nhé. Chứ không phải là sản xuất tại Đức nọ kia đâu, mà có thể nói là mic Đức các bác nhé. Tất cả những dòng này em chỉ nói là mic Bio các bác nhé. Mic Bio. Cái này các bác có thể gọi là K890 hay là 790 đều được các bác nhé. Bởi vì sao? Bởi vì em cũng đã trình bày các bác rồi. Những cái này nó chỉ là thay đổi model thôi. Đấy, thế còn về men vỉ các thứ nó là như nhau. Đấy, các bác cũng có thể chỉ nhìn trực tiếp đây. Quắc màu cam đây, em đang đặt một bộ quắc màu cam này. Đấy, màn hình này. Màn hình này thì các bác nhìn kỹ trên bên trên có chữ BioBS các bác nhé. Đấy, và đây này em đang để chế độ không tự ngắt. Đấy, em cũng hướng dẫn luôn các bác bật tự ngắt. Ở trong các video trước em đều hướng dẫn, và lô này thì các bác cũng thể hướng dẫn, bởi vì nó sẽ có một số bác là lần đầu tiên xem video của em. Em cũng hướng dẫn luôn. Đấy, tay mic đang hoạt động bình thường này, kể cả nó tối màn hình hay nó sáng màn hình kệ nó. Các bác bấm và giữ phím nguồn cho nó tắt nguồn đi, tiếp tục giữ đừng thả ra các bác nhá. Cho đến khi nào mà nó hiện chữ GI on. Đấy. GI on, GF on đấy thì các bác đấy. Đây, GI on này. Đấy. Cái này nó sẽ hiện 790 đây. Đấy, và như vậy là các bác sẽ đã bật được tính năng tự ngắt rồi. Và nếu các bác muốn tắt thì các bác làm tương tự như vậy, nó sẽ tắt đi. Đấy. Và khi các bác để xuống như thế này, sau khoảng 3-5 giây nó sẽ hiển thị mặt trăng. Khi các bác nhìn thấy hiển thị mặt trăng và tia sét, tia chớp ở đây. Em quay kiểu này cho nó dễ nhìn này. Thì có nghĩa là nó đã hiển thị tự ngắt rồi, các bác nhìn thấy không ạ? Đó, nó tự ngắt rồi. Các bác cầm lên nó sáng đèn, hoạt động bình thường trở lại. Và các bác nhìn kỹ ở trên này nó có chữ dòng BioVS mà mở đây. Ở đây này những cái đặc trưng của 790, K890 để nó khác biệt với lại 780. Đấy, nó khác biệt với 780 hay là 780S. 780 và 780S thì nó là màn hình vuông nhỏ, không thể hiển thị được nhiều như thế này. Đấy, cái đó là cái khác thôi. Thế còn men vỉ, men vỉ và chất lượng chất âm của 780, 780S hay 790, K890 đều là như nhau. Đấy là em khẳng định như vậy. Cái này nó chỉ hơn đúng một cái đặc tính, đó là hiển thị được nhiều và chi tiết hơn so với dòng 780, 780S thôi các bác nhé. Thế còn về men vỉ và chất âm, chất lượng là như nhau 100%. Đấy, em nói vậy để cho các bác có thể tham khảo. Vì 780, 780S nó sẽ rẻ hơn. Nó sẽ rẻ hơn một chút. Đấy, rẻ hơn thì đương nhiên là thằng này nó đầu tư cái màn hình nhiều hơn, dài hơn, và tay của nó thon đẹp hơn thì nó phải đắt hơn. Đấy, cũng có người thích 780, cũng có người thích 780. Đây, cái 780 thì mặt của nó như thế này thôi, nhỏ gọn như thế này thôi, và tay của nó chỉ thon gọn như thế này thôi, nó không dài như cái này. Đấy, đây cái này thì nó thon, nó nhìn trông nó cái màn hình nó dài và nó trông nó có thể vẻ điệu nghệ nó đẹp hơn thôi. Đấy, chứ còn về linh kiện bên trong nó là như nhau các bác nhá. Đấy, không phải là chất lượng khác nhau đâu. Kể cả 780 hay 780S hay 790 thì chất lượng là như nhau các bác nhé. Đấy, thì những cái này em đều trình bày ở trong các video rồi. Đấy, để cho các bác nào mà cần độ cầu kỳ, cần độ đẹp sang trọng thì các bác đầu tư thêm một vài trăm thì nó sẽ đẹp hơn.
Thế còn các bác chơi bình thường thì 780. Đấy, 780 nó cũng rất là chất lượng chứ không phải là không chất lượng. Chất lượng là như nhau, vẫn như những bộ này thôi các bác nhá. Đấy, bên vỉ các thứ này em đã quay cho các bác rồi. Đời là đời 2017. Và em cũng alo thử tiếng mic để cho các bác có thể tham khảo. Em tắt nhạc đi nha các bác nhá. Vì nhạc của dòng X5 này nó rất là to nên là khi mà để cả nhạc cả mic thì cái tiếng nhạc nó rất là to, các bác nghe nó hơn em không nghe rõ được cái lời em tiếng em nói. Điểm 1 2 4 4 7 6 7 1 2 6 7 1 2 2 4 4 5 6 7 8 9 10 lên 1 2 4 5 6 7 8 9 10 lên đó. Cái tiếng của dòng này thì thực sự các bác nào không có điểm gì để chê. Đấy, em tắt nguồn đi, em tháo cho các bác bộ này xem này. Không các bác lại bảo là cái bộ này là dùng cái gì. Đấy, đây ok em test này. Bộ nào nó cũng như bộ nào các bác nhá. Khi các bác nhận hàng các bác cứ kiểm tra đúng như thế này các bác nhận hàng cho em. Ok chưa? Đấy. Ok chưa? Đấy. Đẹp đến như mic mới luôn các bác. Như đập hộp luôn, thậm chí có những bộ mic đập hộp nó không được đẹp như này. Đấy. Vì những bộ mic đập hộp mà nó là tay trơn tay thường thì nó sẽ không được đẹp như tay titan này. Đấy, thế này tại sao em nói là có những bộ mic mới không đẹp như này? Bởi vì mic mới thì đập hộp mà nó lại tay trơn tay thường. Đấy. Hoặc tay da cá thì nó lại không được đẹp như là cái dòng tay CNC titan này các bác nhá. Ok chưa các bác? Bao đẹp, bao chất cho các bác. Và tất cả hàng sản phẩm của bên em, riêng đối với mic là bên em bao test 90 ngày, bao test 3 tháng, lỗi là đổi các bác nhá. Lỗi là đổi, ok chưa? Và tất cả sản phẩm bán ra là khi các bác nhận hàng là các bác sẽ được nhận một bộ chống lăn như thế này các bác nhá. Nhận một bộ chống lăn VIP như thế này. Đấy. Và bên em là vẫn chương trình từ giờ đến Tết là vẫn tặng kèm một bộ pin sạc các bác nhá. Từ giờ đến Tết Nguyên Đán đấy, là vẫn được tặng kèm một bộ pin sạc như thế này. Đắp vào bao chính hãng 1200mAh. Đấy. Và sản phẩm bán ra là em nói rồi, cam kết chính hãng chuẩn 100 như quảng cáo. Và cam kết là đẹp, zin các bác nhá. Đấy. Và bảo hành 3 tháng, lỗi là đổi các bác nhá. Đấy. Ok chưa? Lỗi là đổi, ok chưa các bác? Đấy. Và các bác có nhu cầu đặt hàng thì các bác liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730. Đấy. Số điện thoại đấy là số điện thoại có Zalo của em các bác nhá. Và đây hình ảnh của nó đây thì em quay rất là chậm và rất là gần, quay nó thật là xít sát xít về cho các bác rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. MWeb, một thương hiệu rất nổi tiếng rồi, và do công ty Bayer cũng là một thương hiệu quá đình đám trong mấy năm trở lại đây ở Việt Nam, tại thị trường Việt Nam rồi. Đấy, đây là một trong những dòng mic bái bán gần như là chạy nhất thị trường Việt Nam. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì nó phù hợp với chất giọng của rất nhiều người. Đấy. Thứ hai là nó dễ hát, thứ ba là nó là một trong những dòng mic cực kỳ là lành tính, bền bỉ. Đấy. Mặc dù nó là mic bãi nhưng mà có những bác đã mua của em đến năm nay năm thứ 5 rồi, bảo là muốn thay mà nó chưa hỏng để thay. Đấy. Thậm chí nó có những bác phải nói ra câu đấy thật sự, chứ không phải là đây là em bán hàng em quảng cáo, mà có những bác là đúng là như thế thật. Đấy. Có những bác mua cũng khá là lâu rồi, 5-6 năm rồi, nhưng mà đến bây giờ là từ những cái tay mic nó vẫn còn đẹp cơ. Thực sự các bác là bởi vì hát gia đình nó không như là đi làm sự kiện hay là làm phòng hát. Hát gia đình thì thực sự các bác nào cũng không phải dùng nhiều, và thứ hai là trong gia đình họ gìn giữ. Đấy. Tay mic hát xong là cất vào trong tủ đặt. Và khi các bác mà đã được tặng thêm những bộ chống lăn như thế này thì gần như là cái mic nó không có tiếp xúc đến mặt sàn. Đấy, các bác gần như không tiếp xúc với mặt sàn và chỉ có cầm tay như thế này thì các bác bảo biết bao giờ mà nó xước sát hay nó bẩn hay là nó xước sát hay là nó bị làm sao được. Còn kẻ không may có làm rơi thì gần như là cái độ va chạm của cái tay mic xuống đến mặt sàn là gần như không có. Đấy, với những bộ chống lăn VIP như thế này. Đấy, cho nên là cái độ bền bỉ của mic nó sẽ tăng cao rất là nhiều các bác nhá. Đương nhiên đây là một trong những dòng mic gần như tiết kiệm pin nhất nhì của thị trường rồi, cho nên các bác cũng rất an tâm chơi với những bộ pin sạc như thế này. Thì có những bác đã nhận hàng và là em test với những bộ như thế này, bộ pin sạc của bác tặng kèm hay là được 4 tiếng hát liên tục, thì các bác cũng cho thấy là đây là một dòng pin rất là chất lượng và nó đi theo những bộ mic Bayer thì nó cũng rất là chất lượng nữa, cho nên là hát rất là tiết kiệm pin. Mặc dù đây là một bộ pin sạc em khuyến mại, em tặng kèm không tính tiền cho các bác nhé, nhưng mà có những bác đã phản hồi rằng em test bộ pin của bác tặng kèm ấy là được 4 tiếng hát liên tục. Đấy, có nghĩa là hát hết một buổi tối từ 7 giờ đến 11 giờ đêm. Đấy, làm hết quả pin này. Đương nhiên thì em cũng nói thật các bác là đây là những bộ pin mới cứng. Thế còn về sau này nó sẽ có độ chai pin dần và theo năm tháng nó sẽ chai dần, thì sau này nó cũng sẽ không được như thế nữa. Đấy, cái nào cũng thế thôi, pin tốt hay pin xấu thì nó cũng như cái điện thoại của các bác thôi. Lúc đầu thì như con iPhone của bác lúc đầu là 100%, nhưng các bác dùng khoảng 4-5 tháng sau thì chỉ được khoảng 90% thôi. Các bác dùng hơn 1 năm nó chỉ có 80% thôi. Đấy là những cái pin, đấy là những cái bộ, cái con máy iPhone của các bác đó là toàn mười mấy triệu hoặc là ba mấy triệu, 40 triệu, như cái iPhone 14 Pro Max bây giờ là 4 mấy triệu. Các bác dùng
cái dung lượng pin của các bác nó đạt 100% chỉ được khoảng 4 đến 5 tháng thôi. Còn sau này tự nhiên nó khắc xuống dần 90% rồi. Các bác dùng khoảng 1 năm sau nó chỉ còn khoảng 80% thôi. 80% dung lượng pin thôi. Đó, ok. Thì nó có như thế này, cái quả pin này nó cũng như vậy thôi các bác nhé. Nó là pin tích điện và nó sẽ có độ chai pin dần theo 5 tháng các bác nhé. Rồi, ok chưa các bác? Rồi, video ngày hôm nay thì cũng trình bày như vậy thôi. Bác nào có nhu cầu về bộ pin của bộ mic này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378030730 và em cũng xin phép báo giá là 2.800.000 một bộ các bác nhé. Với những bộ mic đẹp như thế này, giá chỉ có 2.800.000 thôi các bác nhé. 2.800.000 bao ship, bảo hành 3 tháng, tặng đầy đủ phụ kiện và bảo hành 3 tháng, lỗi là đổi các bác nhé. Rồi, ok chưa các bác? Các bác nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em đã đọc trên tiêu đề các bác nhé. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.